Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Những hiện tượng thiên văn không nên bỏ lỡ trong năm 2021. Từ thời cổ đại, con người đã thích quan sát bầu trời đêm, nơi đôi khi xảy ra những hiện tượng phát sáng không giải thích được. Các hiện tượng thiên văn chỉ thỉnh thoảng diễn ra trên đầu của chúng ta, thu hút, thư giãn và mang lại niềm vui cho tâm trí tò mò của con người. Và đây là những sự kiện ngắm bầu trời thú vị nhất được mong đợi trong năm 2021. Tháng 1, mưa sao băng Quarantis. Theo phòng thí nghiệm sức đẩy vạn lực của NASA, năm mới sẽ bắt đầu với hiện tượng sao băng Quarantis, một trong những trận mưa sao băng hàng năm đẹp nhất. Đạn cực đại vào tối mùng 2 đến sáng sớm mùng 3 tháng 1. Mặc dù ánh sáng từ mặt trăng có thể làm cho bầu trời quá sáng để quan sát các thiên thạch, một số những nơi vẫn có thể nhìn thấy được. Bạn sẽ gặp may mắn hơn khi nếu bạn đang đứng ở phía bắc bán cầu. Và theo tổ chức sao băng quốc tế, so với các trận mưa sao băng khác, cực điểm của Quarantis rất ngắn, chỉ kéo dài vài giờ vào ngày 3 tháng 1. Tháng 4, mưa sao băng Liris. Mưa sao băng Liris là một trong những trận mưa sao băng lâu đời nhất được biết đến. Lần đầu tiên, con người nhìn thấy sao băng là từ năm 687 trước Công Nguyên. Năm nay, chúng sẽ xuất hiện từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 4 và đạt cực đại trước bình minh ngày 22 tháng 4 sau khi mặt trăng lặn. Theo EarthSky, trận mưa sao băng Liris có thể đến 100 sao băng mỗi giờ, nhưng trung bình có thể sẽ có khoảng 10 đến 15 sao băng mỗi giờ vào lúc cực điểm. Theo NASA, mưa sao băng Liris có nguồn gốc từ sao chổi C1861G1 Thatcher, khi những mảnh vỡ không gian tương tác với bầu khí quyển của trái đất tạo thành. Những thiên thạch đẹp đẽ này có xu hướng để lại một đám bụi phát sáng có thể được nhìn thấy trong vài giây. Tháng 5, mưa sao băng Eta Aquarius. Theo EarthSky, trận mưa sao băng này sẽ mang đến màn trình diễn tuyệt vời nhất cho những ai ở Nam Bán Cầu. Đỉnh điểm sẽ là 1 hoặc 2 giờ trước bình minh vào ngày 5 tháng 5. Nhưng trận mưa sao băng này có cực đại rộng, có nghĩa là người quan sát có thể bắt gặp một vài thiên thạch bay vài ngày trước và sau khi đạt cực đại thực tế. Theo NASA, những thiên thạch này có nguồn gốc từ sao chổi 1P Halley và chúng được biết đến với tốc độ nhanh, di chuyển quá nhanh khoảng 238.183 km/h. Nên khi đi vào khí quyển trái đất, chúng sẽ để lại đoàn tàu phát sáng hoặc đốt những mảnh vụn tạo thành vệt trên bầu trời trong vài giây đến vài phút. Tháng 5, nguyệt thực toàn phần. Theo Space.com và NASA, nguyệt thực toàn phần hay còn gọi là trăng máu sẽ xuất hiện trên bầu trời vào ngày 26 tháng 5 và sẽ có thể nhìn thấy từ phía đông châu Á, Australia, các khu vực trên Thái Bình Dương và hầu hết châu Mỹ. Nguyệt thực xảy ra khi bóng của trái đất chặn ánh sáng của mặt trời phản chiếu lên mặt trăng, bao phủ mặt trăng trong bóng tối. Nguyệt thực chỉ xảy ra khi có trăng tròn. Nguyệt thực toàn phần có nghĩa là bóng của trái đất sẽ chặn hoàn toàn mặt trăng. Nguyệt thực toàn phần cũng có thể khiến mặt trăng chuyển sang màu đồng hoặc đỏ do một số ánh sáng từ mặt trời đi qua bầu khí quyển của trái đất và bị bẻ cong về phía mặt trăng. Tháng 6, nhật thực hàng năm. Vào ngày 10 tháng 6, bạn có thể nhìn thấy nhật thực hình khuyên, còn được gọi là vòng lửa. Nhật thực này khi xảy ra, mặt trăng đi qua giữa mặt trời và trái đất nhưng không che hoàn toàn mặt trời, tạo ra một vòng phát sáng xung quanh bóng tối. Theo NASA, nhật thực hình khuyên đặc biệt này sẽ chỉ có thể nhìn thấy ở phía bắc Canada, Greenland và Nga. NASA cảnh báo không nên nhìn vào mặt trời khi xảy ra nhật thực vì rất nguy hiểm. Tháng 8, mưa sao băng Perseid. Theo NASA, mưa sao băng Perseid được cho là trận mưa sao băng đẹp trong năm. Sao băng Perseid được cho là bắt nguồn từ sao chổi 109P Sweet-Tuttle. Vào thời điểm cực đại, người xem có thể nhìn thấy tới 100 sao băng mỗi giờ. Theo EarthSky, năm nay, mưa sao băng Perseid có thể sẽ đạt đỉnh cao đêm 11 đến ngày 12 tháng 8, nhưng cũng có thể quan sát được vào các đêm trước và sau đó. Mưa sao băng này thường nhìn thấy rõ nhất ở Bắc Bán Cầu vào những giờ trước bình minh, nhưng có thể quan sát sớm nhất vào 10 giờ tối theo giờ địa phương. Tháng 10, mưa sao băng Orionis. Theo NASA, mưa sao băng Orionis được biết đến với độ sáng và tốc độ, được coi là một trong những trận mưa sao băng đẹp nhất trong năm.
những thiên thạch có thể di chuyển khoảng 238.183 km/h, đôi khi để lại những đoàn tàu phát sáng. Theo NASA, các thiên thạch được cho là bắt nguồn từ sao chổi 1P Halley sẽ có thể nhìn thấy từ cả hai bắc bán cầu Bắc và Nam sau nửa đêm. Vào lúc cực điểm, người xem có thể nhìn thấy khoảng 15 sao băng mỗi giờ trên bầu trời không trăng. Nhưng theo đài quan sát Griffith, năm nay trăng tròn có thể sẽ khiến người xem khó nhìn thấy. Mưa sao băng Orionis sẽ đạt đỉnh vào đêm 20 đến ngày 21 tháng 10. Tháng 11, nguyệt thực một phần. Theo Space.com và NASA, những người yêu thiên văn có thể xem được nguyệt thực một phần từ châu Mỹ, Úc và một phần của châu Âu, châu Á vào tháng 11 này. Nguyệt thực một phần là nguyệt thực trong bóng của trái đất chỉ che một phần mặt trăng. Đây là nguyệt thực thứ hai và cuối cùng vào năm 2021. Theo Time and Day, hiện tượng này sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 11, bắt đầu từ lúc 14 giờ 18 phút và kéo dài khoảng 3 tiếng rưỡi. Tháng 12, mưa sao băng Gemini. Theo Tổ chức Sao băng Quốc tế, mưa sao băng Gemini sẽ xảy ra từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 12. Các trận mưa sao băng Gemini thường là trận mưa sao băng mạnh nhất trong năm. Theo NASA, mưa sao băng này sẽ đạt đỉnh vào đêm 13 tháng 12. Người yêu thiên văn quan sát sao băng Gemini tốt nhất là vào ban đêm và trước những giờ bình minh và có thể được nhìn thấy trên toàn cầu. Các thiên thạch Gemini có xu hướng sáng, nhanh và có màu vàng. Trên thực tế, chúng có thể di chuyển khoảng 127.000 km/h. Theo NASA, màn trình diễn sao băng này là đáng tin cậy nhất và trung bình mỗi giờ có khoảng 120 sao băng có thể quan sát được trong điều kiện tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.